Quả dâu tây này là quả dâu tây đột biến nha mọi người. Nó ra hình con rồng luôn này. Đây. Nó ra hình một con rồng. Quả này thì đúng là đột biến thật nhá. Năm nay năm rồng mà. Đây này, nó ra này. Cả một ụ hoa nó kết nối với nhau thành một trái này, như con rồng luôn. Cũng khá như con rồng hết rồi. Đây là quả, này là quả đột biến nha. Năm thìn thì có con rồng đây mọi người, độc nhất vô nhị. Đây 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 đây, nó tự nhiên nó như thế, rồng bay phượng múa. Cả cái vườn chỉ có một trái này thôi, duy nhất một trái này thôi. Đây nó ra trái đây rất là nhiều này, nhưng mà chỉ có một cái này là hình con rồng đây. Quả dâu tây này là dâu tây đột biến thật rồi, này gặp tiền tỷ rồi, tiền tỷ rồi. Đây trái của mình nó ra trái này, vui đúng là dâu tây trái này, trái như trái dưa hấu hết rồi, ra trái đừng hỏi nhiều khủng lắm. Nghe xuân sang đây là cái vườn này là bưng vào đây cho nó đẹp để tết cho nó ra trái nó chín cho mọi người vừa hái ăn mà vừa ngắm cho nó đẹp. Một số trái nó chín đây này, nhưng trái nó đang nhỏ, trái nó nhỏ chín đây. Đấy, lan này đại diện một số cánh lan thôi, không phía trong. Cứ ghế ra đây năm để ngắm hoa luôn trời này, trời phế luôn này. Ôi trời ơi, là có 102 luôn đấy, hoa đồng tiền Nhật Bản này, cái này mới đẹp này, nở lâu cực kỳ luôn. Đây này này này, đây là đồng tiền Nhật Bản. Đây là mấy cành đây này, nó ra đây mà sợ nó nở kịp tết đấy mọi người. Màu này màu trắng này, trắng tinh luôn. Xong đây chuyển vào đây để cho nó, để chăm nó cái đó. Xong rồi vừa thì bữa nào tết là đứng vào để trưng cho người đẹp.